Rồi các bác ơi, mắt đỏ nhá. Dính. Dính này các bác này. À, đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đâu? À, mắt đỏ rồi các bác này. À. Ăn sát loa nha. À, như nhẹ các bạn. Trong kia ớt kìa. Đi vào trong kia xem nào. Một con dứa đi ngang đường sang. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 nha các bạn nha. Cái tay kia liệu có lọt không? Lọt, cái tay mắt ta. Nó đi sang vùng bên này rồi. Sáng ra em mới ra em ngó ra thì các bạn cần kệ nó đây. Này mà đêm mà đi thì còn dính còn đầy. Ăn sát loa luôn các bạn. À. Đây cỏ này. Ăn sát loa mà. Tiếng mắt đỏ này ăn sát loa đấy các bạn. Mấy con đi sang đây. Cái gà trong kia kìa. À. Thích thì sẽ được cái con nào các bạn ạ? Cái con gì hết ơi, cái này. Sao sao bên này con gì? Con gì to to đấy, ở cái cột này này. Vừa dãy dãy, hay lại ra là nó ra mất rồi. Có khi ra rồi. Có khi ra rồi. Con hay sao mà đúng không? Nó đỏ à? Con mắt đỏ sao lại dính được vào cái lưới tê mắt tám đấy nhỉ? Đầu ngoài này, lúc ấy đầu ngoài này cơ mà. Mắt đỏ đang đi mạnh quá các bác ạ. Đây, 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 đây. Trên này. Đây, đây, chỗ đây, đây mà. Đấy, úi giời, nó bay kìa các bác à. Đấy, trời ơi. Sướng thế nhỉ. Đấy, cái thằng mắt đỏ ấy lại hay các bác ạ. Gỡ đi. Sáng ra mới đi quay cho các bác xem đấy. Đánh cái loại mắt đỏ này thấy hay hay các bác. An toàn sắt loa thôi các bác. Vừa đây à? Cái lưới cũ của mình. Tối đánh thêm tiếng mắt đỏ đánh 2 tiếng ấy. Chích trả được con nào các bác ạ? Hôm nay ngày 24 tháng 4 nhá. Những anh em nào mình đưa cho cái tiếng mắt đỏ ấy đánh ăn đấy các bác ạ, ăn sát loa luôn đấy. Kia con gì nữa kìa. Én én các bác. Dạ mày phải cầm cái bình. Dạ mày phải cầm cái bình này về sao này. Không cái bình đấy bình mới sao mà. Không vẫn phải cầm về thì nó thôi, thì nó cầm sau. Rồi mắt đỏ này các bác này. Ui ui. Rất nhiều luôn các bác ạ. Nhiều lắm.
Thôi đùa làm gì, tôi đánh thêm tiếng nữa. Mắt đỏ đang đi rất ác các bạn. Bác nào đánh mắt đỏ đấy. Dính như nhện các bạn. Cái tay lưới lỗ mắt 6. Mắt 6 lọt ít khi vào. Ra ngoài kia gỡ đi, hay là gỡ. Khoái thật các bác ạ. Nó bía nhưng mà lại đánh cái loại này lại thấy hay. Nó không có giá trị tiền đâu nhưng mà lại thấy hay các bác. Mắt đỏ. Mình đưa tiếng cho những anh em đánh. Thế anh em bảo là mình đánh cũng được đấy các bác ạ. Sáng có thằng em nó bảo đây giả hàng bác này, nó được nhiều phết đấy, mắt đỏ. Hôm nay ngày 24 tháng 4 nha các bác nha. Cái thằng mắt đỏ này gần sáng là nó đi rất mạnh các bạn. Có khóa cánh luôn vào. Bảo mẹ mày là cầm cái quạt băng dính đi không cầm. Nhiều dã mà các bạn. Cả cò nữa. Quên không cầm túi nữa hầm. Các bạn này chạy bay rất. Nó đa số nó chạy nhảy dưới nhỉ. Cái loại này mà đêm chịu khó đi soi là ngon đấy các bạn ạ. Đánh mà nó ăn vào sát loa nha các bạn ạ. Ôi thấy nó lại chạy kìa, ra nó lại ra mất rồi. Cái này chả gì mà không ấy là phải rồi. Cái này tối phải đi chịu khó mà soi thôi. Này các bạn ạ. Ăn sát loa hết nha các bạn ơi. Nè. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con này. 7 con này. 8 con này. Toàn mắt đỏ thôi các bạn. Còn ngoài này nữa đấy nhá. Đây là. Trong ngoài này các bạn ạ. Quá anh em ạ. Các bác nào đánh mắt đỏ đánh đi các bạn ạ. Tiếng ăn sát loa luôn các bạn ạ. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 nha các bác nha. Đánh cái lưới mắt đỏ này, những các bác nào đánh rồi thì thôi, nhưng mà những cái bác nào chưa đánh bao giờ thì lại đánh lưới 4/8 nha. Đây là gần loa thẳng loa luôn này. An toàn trực diện sát loa thôi các bác. Yeah.
Mình cho anh em tiếng đây là ăn xin hết đấy nha các bác nha. Đấy, à, lao như nhẹ này các bác ạ, hay phết đấy. Lao theo đàn đấy sao? Cái này. À các bác à, hay phết đấy. Chuyên mắt đỏ. Lắm mắt đỏ thế các bác ạ. Các anh em hôm nay có anh em nào được không? Chắc anh em hôm nay được, nhiều anh em được lắm đấy. Mắt đỏ ấy. Nếu anh em nào đánh. À, vâng. À, dính nhung nhúc cho ăn sắt loa thì ăn sắt loa mới ác thế. Đúng, đánh hai đài thì đúng là theo hồ gỡ mắt đỏ đấy. Mỗi đài. Kia là chân nghịch. Đây là chân nghịch. Chân nghịch kiếm qua lại không được con nào. Thì nên ngó lại xem nào. Đi theo đàn. Đúng rồi, đi theo đàn đấy. Chính là tiếng này ăn chim thật, tiếng này ăn sát loa luôn nha các bác ạ, tiếng mắt đỏ ấy. Tiếng này thì phải gọi là tiếng phí giết. Lao cá lên tầm trên cái loại này. Ngoài 24 tháng 4 nhá. Bây giờ bà xã bà ấy còn đang gỡ cái gà bác cả.
Sao mà hôm qua nhiều mắt đỏ thế các bạn? Bác nào đánh mắt đỏ đang đi mạnh quá các bạn. Đấy, lèo đây các bạn. Chích đánh hôm nay thì cũng chưa được con nào các bạn. Anh em ở dưới Linh Bình ấy, anh em nó bảo là em ngày nào em được 2-3 ngày nay mỗi ngày được 2-3 con chích đấy các bạn. Đây con mắt đỏ này, nó quấn lưới kinh khủng luôn này. Đấy. Lưới mắt 6 đấy mà cuốn ác nhỉ. Thời tiết này có vẻ thay đổi sao các bác ạ? Chích nó kêu ngay gần loa hay sao mẹ mày ạ? Cái lưới kia mà cắm được sát sôi ruộng thì chết ghét chết ấy, nếu mà nó có sôi ruộng. Lên trên đấy đi, xem lên trên đấy xem nào. Đấy nha, hôm nay ngày 24 tháng 4. Cháu trong kia cho đánh cuốc mấy ngày ấy, không được, bà không đánh cuốc lại được. Mắt đỏ. Đây là gặp ông đi anh bắt quái này. Chú hôm nay có được gì không? Hôm nay được có yến. Xôi được dần dừa túi dưới à? Đánh hai đà thì đầy rồi. Thì phải tầm 40 con. Ngày hôm qua thằng em nó đã đưa cho mình cái tiếng, cả tiếng trần nghịch với tiếng mắt đỏ kẹp vào rồi, mình định đánh rồi thì em về quên mất đi chứ. Nguyên có một đài mà nó ăn được cái đầu nguyên loa này. Bao nhiêu con? Hơn chục con đấy, ngày cầm đấy để đi gỡ lốt mấy con kia. Quên không mang cái túi đi. Nhiều mắt đỏ thế các bạn.
tiết chế này nha. Và hai cái loa nhỏ này nha. Tùy từng đầu nhá, nghe tiếng nhé, này em chỉ để 50-50 hết rồi nha. Đấy, nhìn này. Đấy. Bát, chẹp, volume, đấy ăn đầu chế này, cái đầu chế này nó ăn ít điện lắm các bạn. Thứ hai ngày đem mình làm một lần nó nhàn. Còn các bạn nào biết rồi thì thôi, còn các bạn nào chưa biết thì chỉnh như thế nha. Còn các bác nào biết rồi thì không dám bảo các bác nha. Còn anh em chưa biết thôi nha. Xin cảm ơn các bạn. Nha, hôm nay là ngày 24 tháng 4 nha các bác nha. 2022 nhé. Các bác anh em xem thứ hai nhé, like đăng ký ủng hộ em nhé, kênh nhé. Xin cảm ơn các bác, chào các bác. Chúc các bác nào cũng có chim nhé, vì đam mê mà.